Xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với channel của mình nha. Thì hôm nay thì mình có một con máy vây khách gửi tới anh em. Thì tình trạng máy vây á, là từ iOS 15 tới 16.6.1 là hiện tại là ẩn được nha anh em. Thì hôm nay mình giới thiệu cho anh em là cách ẩn anh cloud thôi. Ví dụ ẩn máy vây mà anh em có một con máy vây hoặc là khách đưa tới con máy vây mà nó tình trạng như thế này anh em, đảm bảo là vây anh cloud nó bị ẩn cái này nè. Anh em xem iOS thì nó hỗ trợ tới iOS 16.6.1 nha anh em. Hiện tại con đây là 16.4.1 thì làm vẫn ok nha anh em. Thì cách làm vẫn tương tự luôn. Rồi anh em làm theo mình hướng dẫn nha anh em. Thì đầu tiên anh em cần phải cài một cái file vô trong cái con máy này. Rồi sau khi chúng ta cài xong á thì tool này nó bắt on này. Rồi anh em vô trên cái con máy á, nó có cái app mới cài nha anh em. Anh em bấm vô là nó báo nhà phát triển không đáng tin cậy, thì anh em vào đây vô chỗ cài đặt chung, ghé xuống chỗ VPN và thiết bị. Anh em tin cậy cái này đi. Rồi anh em chỉ cần bấm vô này, bấm vô một sử dụng hai, anh em bấm liền nha, nó bung ra anh em bấm lại. Rồi sau khi anh em bấm hai cái dòng này thì anh em quay trở lại cái đặc chung. Lúc này thì nó vẫn còn ẩn cho anh em quay lại cái đặc chung này thì nó sẽ xuất hiện, nó chỉ không vô cái đặc chung mà nó sẽ xuất hiện cái tool này nha anh em xóa hết mấy cái số này đi và tắt luôn ở đây. Rồi anh em quay lại, lúc này nó vẫn là ẩn này nên reboot lại. Đợi một tí là cái này nó sẽ tự động nó ăn ra. Nó tự động nó vô được luôn anh em. Giờ anh em chỉ việc là đánh xuất thôi. Nó sẽ không hỏi mật khẩu. Hoàn toàn nha anh em. Cái này là ẩn chứ không phải off nha anh em. Anh em vô chết nè. Vẫn báo on nha anh em. Nhưng mà anh cloud là off, là phải thoát rồi này. Rồi tạm biệt tất cả các anh em nha.